17mm f1.2 và 12-40mm f2.8 so sánh về ngoại hình. Đây là lens zoom 12-40mm f2.8, có nghĩa là tiêu cực của nó là 40-80mm f5.6 nếu so sánh trên hệ full frame. Đây là con lens zoom của Olympus. Còn đây là lens 17mm f1.2 Pro cũng của Olympus luôn. Tiêu cực của nó sẽ là 34mm f2.4 trên tiêu cự full frame. Cả hai lens này thuộc dòng Pro cho nên đều có nút L function. Mình so sánh chiều cao giữa hai lens và con Osmo Pocket đời 1. Để mình thử gỡ cái hood của cái con 17mm f1.2 ra cho mọi người xem thử. Đây, cái hood của nó khác với cái hood kia là chỉ có một nút để ấn thôi. Ấn rồi bắt đầu xoay một vòng. Đó. Còn cái lens kia thì chỉ việc ấn cả hai bên rồi xoay một cái. Đây là mặt trước của hai lens. Kính trước rất là đẹp, trong vắt. Về ngoại hình thì cái thằng lens 17mm đó, nó ốm hơn thằng kia chút xíu. Thằng kia thì nó mập mà và nó tròn trịa hơn. Tuy nhiên thằng lens 17mm nó cao hơn một chút xíu. Cả hai lens đều có cùng cái số phi là 62, cho nên có thể dùng chung filter của nhau được. Như trong hình là mình sẽ tháo filter của con 17 ra và mình sẽ gắn vô con 12-40mm f2.8. Nó sẽ vừa khít luôn. Mình không có cần phải thay filter hay là mua filter khác làm gì cho khổ. Đây là Olympus EM5 Mark III. Mình sẽ gắn cái lens vào body. Rồi, ok. Lens đã được gắn xong. Nhìn tổng thể lens khi được gắn với body của EM5 Mark III. 17mm f1.2. Nhìn có vẻ hơi mất cân đối vì cái body của mình nó nhỏ lắm. Cái body của mình rất là gọn, nhìn như đồ chơi á. Góc nghiêng thần thánh. Các clip ngắn ngày hôm nay mình quay bằng điện thoại iPhone 13 Pro Max, rồi mình sync qua OneDrive, rồi mình bắt đầu xử lý nó qua Adobe Premiere Pro. Sau đây mình sẽ chụp một vài tấm hình ở khẩu độ f1.2, mời mọi người cùng xem thử cái độ xóa phông của nó như thế nào ở tiêu cự 17mm.